Cua cái. Con đấy có được con cái chú? Được. Được nhưng mà không óp là vẫn bắt được đúng không? Óp thì nó không có thịt. Không có thịt thắng lòng. Nuôi này thì tầm khoảng bao lâu thì gọi là một con cua đầy được chú? Nghĩa là nó chắc thịt đi. Nhiều khi nó mới lột thì nó không chắc thôi chứ. Không nhỏ nó cũng chắc vậy. Ý là ví dụ chú mua cua giống đúng không? Thì mua nuôi tầm khoảng bao lâu thì chú thu hoạch được ấy? Cả 8 tháng. Cũng lâu phết nhỉ. Không, 8 tháng mà tính nhiên nếu về hiệu quả kinh tế là cũng được chứ. Vì nhưng mà ở đây mà bán thì chắc cũng không được nhiều tiền như mình ăn trên quán đâu nữa. Mình mua ngoài kia đắt hơn. Đây ví dụ đây là các chú. Được bao tiền một ký thế anh? Cái này 400 à? Đấy, 400 một ký rồi. Mình ăn ngoài kia thì ví dụ trên nhà hàng là tính 500, 500. Là 700 gì đấy. Nhưng mà cả công chế biến. Nhưng mà mình bán thì mình chỉ buộc thế này thôi về hay vẫn còn buộc thêm dây? Không, vậy thôi đấy. Nhưng mà về dân đây buôn nhá, về dân buôn là người ta buộc thêm cái dây nó thêm hàng khối nhiều lắm. Ở cái phao lấy đấy hả chú?